ơi, xin chào tất cả mọi người và rất vui được đồng hành với tất cả mọi người để cập nhật tiến độ của khu chợ gốc nha. Đây thì chúng ta sẽ chạy dọc đường quốc lộ 19 để xem thử là khu chợ gốc hiện tại nó như thế nào rồi. Bên tay phải của chúng ta là khu chợ gốc nha mọi người. Cái chạy bên ngoài hôm nay là khu chợ gốc nó là tương đối hoàn thiện về mấy cái cảnh quan bên ngoài rồi nè. Bên trong thì đang xây dựng, lát chúng ta quay đầu xe lại chúng ta sẽ vào nha mọi người. Trong xây dựng đó mà mạnh luôn. Đây là nút giao giữa quốc lộ 19 và đường Điện Biên Phủ. Bên này là Điện Biên Phủ nối dài, bên đi phải của chúng ta là sẽ Điện Biên Phủ nối dài nối thẳng ra quốc lộ DT639 nha mọi người, đường ven biển á. Và giờ chúng ta quay lại sẽ đi vào khu chợ gốc để xem thử là cái tiến độ xây dựng thôi ở bên đấy hiện tại như thế nào. Ở bên trong thành phố thì chúng ta thấy được sự nhộn nhịp tấp nập của mua bán, còn ở ngoài này thì chúng ta thấy được sự năng động của xây dựng này. Trời, công trình đi lại xe cộ chạy quá trời quá đất luôn. Hoàn thành xây dựng diễn ra cực kỳ là nhộn nhịp luôn. Đây là đường rẽ vào khu đô thị này nè. Đó là cái ngã ba cũ, ngày xưa con đường cũ rồi. Nó là rất là lâu đời rồi. Tuy nhiên thì nay khu đô thị này nó được xây dựng lên thì nó sẽ mang lại cái bộ mặt mới. Quá trời xe cộ đi lại luôn. Đang bên đây là đang hoàn thiện cái khu làm dây điện này, điện ngầm nè mọi người. Đường dây điện ngầm đó, các cái hệ thống shop house này, nhà phố này lot in chắc còn hơn 50% rồi. Đây, chỉ phần trang trí thêm và tô bên trong nữa là ok đó mọi người. Hôm nãy là lúc chúng ta đi bên ngoài đường nhìn vào, bây giờ chúng ta đã vào trực diện trong khu đô thị rồi này. Mọi người sẽ thấy nó chi tiết hơn. Đây, khu vực này. Ở trong này thì có nhiều lô đất đã được chủ đất xây dựng rồi nha mọi người. Được bán lại cho chủ đất rồi. Du thuyền 6 cali mua mấy lô ở đây, ngay cả khu vực này rồi khu vực trong đại phú gia cũng rất là nhiều căn này. Đấy. Khu vực này nhộn nhịp hẳn ra luôn. Ở đây chúng ta sẽ thấy được cái cây cầu của Điện Biên Phủ này. Khu vực này nha. Hoàn thiện khá là nhiều rồi so với trước video trước mà thầy đã cập nhật không. Đặc biệt ở đây có mấy cái quảng trường bên sông, quảng trường mini rất là đẹp, nó tạo ra cái điểm nhấn riêng cho phải khu vực đô thị này. Đây thì sẽ có cái bến du thuyền, cái này mà kết hợp với bến du thuyền bên đường Đống Đa này, rồi bến du thuyền bên Đại Phú Gia nữa thì tạo thành một tuyến cũng khá là đẹp à. Đây, mọi người thấy cái cây cầu này nè, nó sẽ là cây cầu của đường Điện Biên Phủ nối dài. À.
Đây là những cái nhà của chủ để sở hữu rồi, xây dựng. Mặc dù hiện tại nó chưa ra sổ nha, nhưng mà nó vẫn rất là hay, xin được giấy phép. Hoặc là thì còn phải cập nhật lại về pháp lý ở đây một tí. Lâu quá rồi mình không có bán đất khu vực này nên mình không có nắm rõ pháp lý. Đợt trước là nó chưa có sổ, nhưng đợt này thì phải xây dựng quá trời đây, lát mình phải cập nhật lại tiến độ. Tuy nhiên chắc chắn thì nó sẽ ổn cả thôi, tại vì nó đã hình thành rồi mà. Tại những khu vực này chỉ có một vài công ty họ nhận họ bán thôi, còn mình hồi trước mình chỉ chuyên về căn hộ nên là pháp lý những khu vực này mình hơi yếu một xí nha. Tuy nhiên thì nếu có khách hàng nào quan tâm thì mình vẫn có thể liên hệ được. Đây, ta quay lại khu mặt tiền, vẫn kết với khu mặt tiền đây, rất là đẹp và đồng bộ. Khu Chợ Gốc này thì khác biệt với lại khu Đại Phú Gia ngoài cổng. Nó bằng một cái con đường này thôi, và sau này thì các cái dự án nhà ở xã hội này nó hoàn thiện nữa thì gần như là nó sẽ thông thương với nhau cả. Đây là khu dân cư cũ ở bên trong nha mọi người, nó khác biệt hoàn toàn ha, chỉ có gọi là một bước chân nhưng mà nó khác biệt hoàn toàn ạ. Đối diện bên kia của chúng ta là An Phú Thịnh, mọi người thấy rồi. Đây chúng ta rẽ qua xem một đoạn của khu Đại Phú Gia bên này. Con đường này lâu lắm rồi chưa lót xong, tuy nhiên thì cũng đang được hoàn thiện nè. Đây, quay qua là khu Đại Phú Gia nha mọi người, nhưng ở đây vẫn bên không phải là bên trong cổng như lúc ở bên kia đâu. Khu nhà phố gần như cái chủ đầu tư của khu Đại Phú Gia và khu Chợ Gốc Phú Gia Riverside á, thì họ là thầu cái khu vực này rất là tuyệt vời. Đấy, hiện tại triều đang xuống, lòng sông trơ lên này mọi người, nhìn khá là đó, khô nước luôn, nhìn trơ hết luôn nè, giả bộ chỉnh được luôn. Đây có máy hút cát này, nó đang hút này. Ok, cảm ơn tất cả mọi người nha. Thì đây là cái video chúng ta cập nhật về Chợ Gốc và đi loanh quanh ở phần bên ngoài một xíu thôi. Đây là cái hệ thống máy hút cát này, tàu hút cát. Ok, xin chào và hẹn gặp lại nha.